tiếp thị liên kết kiếm tiền bằng cách nào? Bạn đăng ký một trang web có tiếp thị liên kết, sau đó lấy link sản phẩm đi chia sẻ. Khi có người mua sản phẩm, bạn sẽ nhận được hoa hồng. Vậy hoa hồng được bao nhiêu? Tùy thuộc vào sản phẩm mà bạn tiếp thị. Chi tiết hoa hồng và cách tiếp thị như thế nào? Hãy cùng vào xem video nhé. Vâng, chào bạn. Thì trong những video trước, mình đã chia sẻ với bạn cái cách để tiếp thị liên kết với thằng CiVI. Thì để mình đăng nhập vào, tiếp tục chia sẻ với bạn cách để đăng bài lên blogger. Đây, thì bạn sẽ chọn một cái sản phẩm để đăng blogger. Ở đây mình làm chủ đề kiếm tiền online, thì mình sẽ kiếm những cái tất cả chiến dịch đi. Bạn có thể làm một cái chủ đề gọi là sản phẩm dinh dưỡng, hoặc là sản phẩm sinh lý, hay là gọi là thực phẩm chức năng gì đó. Nói chung là đây quảng cáo thuốc nhiều nên bạn sẽ chọn những chủ đề đó hay hơn. Còn đây mình là cái blog của mình là chiếu là kiếm tiền online, cho nên mình sẽ quảng cáo cái gì liên quan đến quan chủ đề kiếm tiền online. Đây, ví dụ như quay tiền rồi nè đó, đây là một chủ đề rồi là kiếm tiền online á. Đây là học tiếng Anh gì nè, giúp mọi nơi á. Thì sẽ làm một cái bài viết là chiêu mộ nhân tài làm affiliate đi. Mình sẽ lấy link. Đây, cái này nó hoa hồng chỉ thấp thôi, chỉ có 21.000 thôi, nhưng mà nó không có bài review hả, chỉ có banner thôi. Mình sẽ lấy bài khác đi, bài này mà nó có bài viết hay hơn, ví dụ như lớp luyện thi cấp tốc thôi nè, 240.000, 245.000. đây nó có bài viết review bằng tiếng Anh nè. Bạn click vào. Rồi, bạn sẽ mở lock ra. Đây là website của mình. Bạn sẽ mở cái quản trị blog của mình ra nha. Quản trị blog của thằng CiVI cũng y gan vậy thôi, cũng tương tự vậy thôi, khác gì đâu. Chẳng qua là mình đây, mình sẽ vô quản trị blog. Rồi, mình sẽ vô bài viết mới. Rồi, thứ nhất là tiêu đề. Đây, mình sẽ lấy cái tiêu đề ví dụ như cuộc sống của tôi sẽ như thế nào. Này là không phải tiêu đề, này gọi là cái đây mà sẽ lấy cái tiêu đề này đi. Rồi, bạn sẽ dán vào. Rồi, tiếp tục bạn sẽ lấy cái nội dung của nó. Thì copy. Bạn thể copy hình ảnh được luôn. Ở blog nó hay hơn cái sai là bạn copy hình ảnh bạn dán luôn được. Và bạn có thể dán hình ảnh riêng. Mình dán luôn thử cái đoạn nè.
về dáng nhìn không đẹp bằng cái mà mình chọn hình ảnh riêng và cái đó, nhìn vẫn đẹp. Đây trang này chứa những hình ảnh không cho phép, mình sẽ trở lại đi. Rồi mình sẽ copy cái hình ảnh riêng và cái nội dung riêng. Rồi mình tới đây nha, copy lại. Các bạn có thể bấm Ctrl C hoặc là bấm chuột phải và bấm sao chép. Rồi dán vào. Còn tiếp tục hình ảnh thì các bạn cũng qua đây hình ảnh nè, các bạn bấm vào đây. Rồi có thể là sao chép địa chỉ ảnh hoặc là có thể là sao lưu hình ảnh thành. Rồi bạn sẽ bấm tải xuống xong và sẽ vào blog, bấm vào chỗ cái hình nè, cái liên kết á, chèn ảnh vào. Rồi sẽ tải ảnh lên, rồi bạn bấm vào đâu đó, bạn sẽ kiếm cái bức ảnh mà bạn vừa tải xuống. Đây rồi, để hình ảnh đẹp hơn thì bạn sẽ bấm đè vào ảnh. Rồi bạn bấm là cắt lớn đi. Đó xong các bạn luôn có thể xem trước nè. Đó, xem trước nó giống chưa nha. Đó thấy không, rất là giống, ok luôn. Rồi tiếp tục mình sẽ dán cái đoạn dưới này, mọi thứ hình như đã tuyệt vọng, giống như mà là một cái câu chuyện gì đó, không câu chuyện gì đó rồi dẫn đến tình tiết thì cuối cùng người ta mới mua của mình. Thế tự nhiên mà mình không nói gì hết, mình đưa cái link qua thì người ta không mua đâu. Đó tự tự vậy, mình sẽ lấy cái hình này hoàn thành. Rồi ở đây bạn tiếp tục chèn ảnh vô, tiếp tục tải ảnh lên. Thì đa phần những hình ảnh mà mới tải về thì nó sẽ nằm dưới cùng đó, để cái kích thước mà nó nhỏ hơn thì có thể nằm trên, một kích thước nhỏ thì nó sẽ nằm ở dưới cùng. Và khi nhiều ảnh thì bạn muốn lấy ảnh nào bạn bấm vào đó, rồi bạn sẽ thêm ảnh đã chọn. Rồi cũng như vậy, bạn sẽ bấm vào các lớn đi, nhìn cho nó full HD HD toàn hình đó. Rồi tiếp tục mình sẽ dán cái đoạn còn lại. Mình sẽ dán đọc chữ đi trước nha, dưới là hình chèn lên vô hình cho bạn xem, cũng đơn giản thôi, đăng ký mua hàng. Rồi đây là dạng hình ảnh nè, giống như nãy đó. Rồi đây cũng hình ảnh, đặt hàng ngay. Rồi bạn sẽ lưu ảnh thành. Giống cái nãy không ta? Rồi, giống. Nhưng mà khác xíu à. Hai hỗ trợ rồi giống. Rồi, bạn sẽ làm như thế này. Rồi bạn xuống hàng.
sẽ chèn một ảnh. Rồi chèn ảnh này vô. Rồi bạn sẽ cho nó qua bên trái hả. Rồi ở đây bạn sẽ chèn cái thêm một cái ảnh đặt hàng ngay nữa. Rồi mình sẽ cho này qua phải đó. Rồi thì mình sẽ đưa giá vô đây. Rồi bạn sẽ cho cái này xuống dưới. Rồi bạn sẽ canh giữa này. Mình sẽ tô điểm lại chút xíu cho đẹp, sẽ cho nó đậm lên. Và cái chữ đấy có thể nhỏ xuống xíu, sẽ tiêu đề nhỏ đây. Chuẩn đi, chuẩn mẹ bé quá, để cho nó là tiêu đề con. Đây là những cái từ khóa SEO cho nên nó đòi hỏi phải tự động. Thì mình sẽ cho nó khác chút xíu. Sẽ cho chữ đây trở thành màu đỏ. Chữ này mình cho màu đỏ luôn. Sẽ khác thường hơn những cái tiêu đề mà đó. Mình cho nó màu đỏ nha. Cái này là màu đen các bạn. Đen màu trắng đi. Chữ màu đỏ đó. Đẹp hơn. Sẽ cho này màu đỏ luôn. Tiêu đề nhìn hơi khác xíu. Rồi cái bước quan trọng kế tiếp nè, bạn sẽ trò chọn cái liên chèn vô đây. Đây ví dụ như cái hình này. Bấm vào hình này, bấm liên kết. Đó. Mình sẽ lấy liên kết nha. Ví dụ nãy là mình đang quảng bá một cái khóa học đúng không? Mình sẽ lấy cái liên kết, mình dán vào khi người ta mua, rồi sẽ click vào. Đây. Rồi bạn sẽ copy cái liên này. Xong bạn sẽ qua cái sẽ chèn vô đây. Đặt mua ngay nè. Liên kết. Chén vào. Rồi nó sẽ hỏi bạn là mở một cửa sổ mới hay là thêm một cuộc tính gâu. Tính gâu đi. Rồi ok. Tương tự những cái hình ảnh này.
đăng ký mua ngay mình cũng chèn cho luôn. Rồi hình này cũng chèn cho luôn. Xem thì sẽ ra cái trang mua hàng luôn. Rồi ok. Rồi bạn sẽ lưu lại và xuất bản. Rồi bạn sẽ xem cái quả mà mình mới làm. Đây, bạn mới biết xong, bạn sẽ bấm vào xem thế nào nha. Đó, hiển thị cấp tốc. Rất là đẹp. Rồi thử bấm vào mua ngay ra nha. Các bạn thấy nào? Đó, ra trang đăng ký liền. Chưa? Đó, một điều tuyệt vời. Làm cái form đăng ký này trên trang này cũng được, nhưng mà do cái blog thì nó cho đăng ký nó không đẹp, nên trên cái hôm sau mình sẽ dạy các bạn cách mà để tạo một cái form đăng ký trên website trên landing page đó, nhìn đẹp hơn. Vâng, thì chủ đề hôm nay mình sẽ dừng lại tại đây. Và trong video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng lên Facebook như thế nào. Vâng, cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Nếu bạn cảm thấy video này hay thì hãy like, share, chia sẻ đến nhiều người cùng xem để họ cũng có cơ hội kiếm tiền như bạn. Vâng, cảm ơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Bạn hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.